Có anh chị là thầy đúng không ạ? Nếu chúng ta đi sai con đường thì càng nỗ lực chúng ta càng về âm. Nhưng nếu chúng ta đi đúng con đường thì chúng ta nỗ lực ít hay nỗ lực được nhiều thì chúng ta đều có kết quả. Nếu như chúng ta nỗ lực ít thì thành quả của chúng ta ít, còn nếu chúng ta nỗ lực cao hơn thì thành quả của chúng ta cao hơn. Vậy thì bao nhiêu anh chị tin tưởng lựa chọn ở ca thay là đúng ạ? Vâng, rất ít cánh tay. Vậy thì những người không giơ tay có nghĩa là chúng ta đang lựa chọn sai đúng không ạ? Vâng, lựa chọn sai là một điều hết sức bình thường. Vâng, các chị ở đây đã từng, anh chị là đã từng ngày xưa đi học đại học và bây giờ nghĩ lại là ngày xưa họ không biết tại sao mình học trường đấy không ạ? Bao nhiêu chị như thế giơ tay được ạ? Vâng, chúng ta không biết tại sao chúng ta học trường đấy cho nên bây giờ chúng ta mới ngồi công ty bảo hiểm đúng không ạ? Vâng, các chị chỉ cười thôi đúng không? Thực ra thì mọi lựa chọn đều có kết quả. Lựa chọn đúng hay lựa chọn sai, thực ra không có đúng mà cũng không có sai. Lựa chọn nào cũng cho ta chúng ta giá trị. Vâng, vậy thì chúng ta lựa chọn ở công ty bảo hiểm nhân thọ ta thay để chúng ta phát triển sự nghiệp đã đúng hay chưa các chị? Vâng ạ, Hiếu vẫn chưa nghe thấy to lắm. Đúng ạ. Vâng. Vâng, thực tế thì chúng ta lựa chọn, bây giờ chúng ta muốn biết lựa chọn của chúng ta là đúng hay sai thì chúng ta cần phải kiểm tra lại cái hệ thống niềm tin của mình. Các chị đã tin vào ngành nghề này chưa ạ? Bao nhiêu chị tin vào ngành nghề này giơ tay lên được không ạ? Rồi, các chị đã tin vào công ty cho thay hay chưa ạ? Rồi, tất cả chúng ta đều rồi nhưng mà giơ tay rất là lạc lác. Vâng, bao nhiêu chị tin vào bản thân mình có thể phát triển sự nghiệp ở đây ạ? Vâng, vậy thì cho Hiếu xin một cánh tay. Có thể nói là lý do vì sao mà mình tin tưởng và mình lựa chọn ngành nghề này đúng không ạ? À vâng, đúng rồi, Thánh Viên đúng không ạ? Vâng, xin mời chị ạ. Dạ vâng. À, chị có thể cho em biết là những lý do mà chị tham gia vào công ty ca thay không ạ? Những lý do mà chị tham gia vào công ty ca thay, thứ nhất là có một môi trường năng động này. Mình đi làm như đi chơi và đi chơi cũng như đi làm. Đi làm như đi chơi. Và nữa là một khả năng kiếm tiền là không giới hạn này. Rồi khi vào đến gia đình ca thay thì có những cái tình cảm về những cái như là tuy bắt đầu vào thì không quen biết nhưng khi vào rồi thì nó như là anh em được thiết trong gia đình của mình này, với đồng nghiệp và với mọi người thì cần nữa. Và nữa là khi vào đến ca thay thì nó là một công ty bảo hiểm thì nó là mình cũng như là một ngành nghề rất là nhân văn, luôn luôn mang những cái sự tin tưởng hay là sự bảo vệ cho khách hàng và những người thân của mình. Vâng, cảm ơn chị ạ. Một tràng tay cho chị đúng không ạ? Vâng, anh chị nào có lý do khác thì chúng ta vào ca thay không ạ? Vâng, xin mời anh. Thì trong xã hội chúng ta thì có ba nghề rất là cao quý, thứ nhất là giáo dục, thứ hai là y tế và thứ ba là bảo hiểm. Chúng ta đã đứng trong một cái môi trường có ngành nghề cao quý như vậy thì đầu tiên chúng ta phải tự hào về điều đấy. Chúng ta sớm gọi là làm nghề này thì gọi là tốt đời đẹp đạo. Cho nên là mọi người cứ tự tin lên. Đừng vì cái khó khăn trước mắt, ví dụ như bị chó lùa hoặc là nạn cột. Tại vì chúng ta phải như thế thì chúng ta mới trưởng thành và chúng ta mới có thể phát triển được cái sự nghiệp của mình trên bên cùng với cả thầy Lai. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi xin hỏi là ở trong văn phòng anh chị ạ, anh chị nào làm việc mới qua đây khoảng 3 tháng ạ? Vâng, có thể giơ tay lên được ạ? Anh Lừng. Và cũng khá là ít đúng không ạ? Anh chị làm vào đây khoảng 6 tháng rồi ạ. Vâng, càng ngày càng 6 tháng lại ít hơn 3 tháng nữa cơ. Vâng, thưa anh chị ạ, ở đây có anh chị nào mà đến ca thay không phải vì thu nhập không ạ? Vâng, ai đến ca thay không phải vì thu nhập giơ tay lên được không ạ? Vâng, không phải vì thu nhập. Ai đến đây vì đam mê ạ?
Vâng, xin hỏi một chị đi, chị đến đây vì đam mê. Xin hỏi trước khi mà chị vào công ty bảo hiểm cắt thay thì chị làm ngành nghề gì, công việc gì ạ? Trước khi đến cắt thay thì em làm trợ lý giám đốc ạ, làm ngân hàng ạ. Và cũng từng làm bảo hiểm ạ. Cũng từng làm bảo hiểm. Vâng. Nhưng tại sao mình lại khẳng định là mình đam mê bảo hiểm? Bởi vì thực ra thì em thấy làm công việc bảo hiểm nó cũng thực sự rất là tốt. Khi mà nghỉ rồi thì vẫn đau đáu và vẫn muốn quay lại để làm. Thì vẫn chưa tìm được cái cơ duyên thích hợp đến khi gặp được cả hai ạ. Rồi, một chào đây cho chị được không ạ? Vâng, còn một chị nữa là làm gì đam mê ạ? Xin mời chị. Xin chào. Và có rất nhiều cơ hội để phát triển cho chúng ta. Vâng, vẫn là một người làm ngân hàng và chuyển sang bảo hiểm ạ. Vâng, tại sao thì câu hỏi hiểu đặt ra là tại sao bạn đang làm ngân hàng mà bạn không đam mê ngân hàng mà lại đam mê bảo hiểm? Thì nhiều khi là nó sao nhãng và chăm sóc khách hàng nó chưa được tốt. Cảm ơn câu trả lời của các bạn và cho bạn trả lời đúng không ạ? Vâng, thực ra để mà khi mới bước chân vào ngành nghề này, nếu như để tự tin khẳng định là mình đam mê bảo hiểm rất khó các anh chị ạ. Các chị đã hiểu gì bao nhiêu về bảo hiểm đúng không ạ? Khi mình chưa hiểu nhiều làm sao mình có thể khẳng định mình là mình đam mê bảo hiểm? Cái đam mê nó chỉ có được trong quá trình mình làm việc đúng không ạ? Cho nên nếu như anh chị nào mà nói là mới vào đây mà nói là tôi đam mê bảo hiểm lắm thì chưa thuyết phục lắm. Thế nhưng mà các chị đến với thu nhập có không ạ? Có. Vâng, hầu hết chúng ta đến với thu nhập. Bao nhiêu anh chị đến thì phát triển bản thân ạ? Vâng, môi trường này có cho chúng ta thu nhập không ạ? Có. Có cho chúng ta phát triển bản thân không ạ? Có. Có cho chúng ta cơ hội xây dựng sự nghiệp không ạ? Có. Chúng ta có thể xây dựng doanh nghiệp riêng của mình tại công ty bảo hiểm Nhân Thọ Cát Thay không ạ? Có đúng không ạ? Đây chính là lý do vì sao chúng ta nên chọn ngành nghề này ạ. Vậy tại sao có rất nhiều công ty mà chúng ta không chọn công ty nào khác mà chúng ta lại chọn Cát Thay ạ? Vâng, câu trả lời là cái duyên là một cái câu trả lời mà phủ nhận mọi câu trả lời khác. Nếu chúng ta cũng không biết trả lời bằng cái gì thì chúng ta sẽ trả lời đó là cái duyên. Vâng, xin mời anh ạ. Xin chào mọi người. Chào. Tôi thật ra tôi đi rất nhiều nhưng mà đến với công ty Cát Thay thì nó thật ra nhiều cái chế độ và cái đãi ngộ và đưa cho em về cái sự đoàn kết cho nên là thì quân hút tôi. Vâng. Anh đến Cát Thay vì một là môi trường, hai là chế độ, đúng không ạ? Chúng ta chọn công ty bảo hiểm, chúng ta có chọn công ty to nhất đúng không ạ? Không ạ, vâng. Chúng ta có chọn công ty đẹp nhất đúng không ạ? Chọn trường cho con hay là chọn trường cho con? Ngày xưa các anh chị đã chọn học đại học thì các anh chị chọn trường to nhất không ạ? Có. Không đúng không ạ? Vậy thì chúng ta chọn trường như thế nào ạ? Đúng rồi, chúng ta chọn công ty phù hợp nhất với mình. Phù hợp với cái gì ạ? Phù hợp với năng lực bản thân. Phù hợp với gì ạ? Về tư duy kinh doanh. Nếu như chúng ta mà tư duy kinh doanh theo kiểu là tư duy kinh doanh là thích lướt sóng hoặc là thích ăn sổi ạ, thì có lên vào Cát Thay không ạ? Và tuyệt đối Cát Thay không phải sự lựa chọn sáng suốt. Nhưng nếu như chúng ta mà tư duy kinh doanh bền vững và lâu dài, hướng khách hàng vào trọng tâm thì chúng ta làm sao ạ? Lên chọn công ty Cát Thay. Và các anh chị thấy rằng là Cát Thay có rất nhiều chế độ tốt dành cho các anh chị, có thể định hướng cho anh chị trở thành những quản lý tương lai, đặc biệt là dự án ENS của Cát Thay. Và hiện tại thì dự án ENS của Cát Thay thì các công ty khác cũng đang sao chép mô hình này rồi ạ, đúng không ạ? Các công ty khác họ có thể gì ở trên thị trường, họ có thể nói rằng là họ mạnh hơn Cát Thay, họ nhiều tiền hơn Cát Thay, nhưng tuy nhiên họ lại đang học lại mô hình của Cát Thay đấy các chị ạ, đúng không ạ? Và Cát Thay đã làm điều này được 5 năm rồi. Chính vì thế mà trong thời điểm hiện tại các chị thấy rằng là Cát Thay nhân bản con người và nhân bản các cái văn phòng kinh doanh rất là nhanh. Nếu như với tốc độ như thế này ạ, thì trong 1 năm, 2 năm sắp tới thì Cát Thay sẽ là một trong những công ty có nhiều văn phòng nhất ở Hà Nội.
Đúng không? Đến đây thì các chị đã hoàn toàn tin tưởng vào công ty, vào ngành nghề chưa ạ? Vâng, vẫn chưa đâu ạ. Xin hỏi các chị là bảo hiểm ra đời từ năm nào ạ? Vâng, anh chị là nhớ bảo hiểm bắt đầu ra đời từ năm nào ạ? Vâng, khoảng 300 năm nữa tại tại Anh đúng không ạ? Vâng. Ở cái này xa quá không chỉnh được đúng không? Vâng, bảo hiểm bắt đầu xuất phát năm 1762 tại Vương quốc Anh ạ. Và ở Việt Nam thì bảo hiểm ra đời vào năm nào ạ? 1996. Vậy thì so với lại ngành bảo hiểm thế giới thì bảo hiểm Việt Nam quá non trẻ đúng không ạ? Và cơ hội còn nhiều không anh chị? Hiện tại thì ở Việt Nam có bao nhiêu phần trăm dân số sử dụng bảo hiểm nhân thọ ạ? Và bây giờ thì đang khoảng 9.4-9.5%. Và hướng tới đến năm 2020 thì sẽ là dự kiến là 11% theo cục dự kiến bảo hiểm dự kiến ạ. Vâng, và còn một thông tin nữa, đây chính là báo cáo quý 2 mới xuất hiện khoảng một tháng trước ở trên bản tin tài chính của VTV24. Các chị thấy rằng là ngành ngân hàng và ngành bảo hiểm ạ, ngân hàng tăng trưởng 14.7%, bảo hiểm tăng trưởng 59.8%, dịch vụ tài chính tăng trưởng 154%, và có hai ngành mà tăng trưởng âm nặng nhất, đó là ngành dầu khí, du lịch và giải trí. Xin hỏi ba mươi chị ở đây là đến vì Covid ạ? Không, chúng ta cứ trả lời thẳng nhỉ. Chúng ta đến vì Covid, chúng ta bị không hẳn là sa thải, mà ví dụ như ngành du lịch ạ, làm gì có khách hàng nữa ạ? Đúng không ạ? Quốc tế có được bay đâu, thì cho nên là chúng ta buộc phải di chuyển ngành, chuyển ngành thôi. Rất nhiều anh chị ở ngành du lịch giải trí, vâng ạ. Và chúng ta thấy rằng là trong vòng 400 năm qua, thế giới đã trải qua hai cuộc đại chiến thế giới. Ngành bảo hiểm có mất đi không ạ? Không hề mất đi. Trong vòng 20 năm qua, chúng ta đã trải qua hai kỳ đại dịch. Đại dịch SARS và bây giờ là Covid. Ngành bảo hiểm có mất đi không ạ? Không những không mất đi mà còn tăng trưởng, thậm chí tăng trưởng mạnh hơn. Vâng, xin hỏi các anh chị là các anh chị biết rằng là tỷ lệ thất nghiệp của tại Hà Nội trong đợt Covid vừa rồi là bao nhiêu người ạ? Vâng, ngay làn sóng Covid thứ nhất thì tại Hà Nội đã là hơn 10.000 người thất nghiệp rồi. Vâng, và Hiếu có quen với anh bạn ở bảo hiểm xã hội, và trong cái 2 năm 2019-2020 thì số lượng nhận bảo hiểm thất nghiệp tại một quận lên đến 10.000 người, chứ không phải là toàn Hà Nội đâu ạ. Tại một quận lên đến 10.000 người đấy ạ. Vâng, và trong kỳ đại dịch này thì gì ạ? Chỉ có ngành bảo hiểm vẫn toàn tuyển dụng. Các anh chị có thể thấy rằng một tháng công ty Cát Thanh tuyển dụng bao nhiêu người ạ? Vâng, rất nhiều người. Nguyên khóa NS đã rơi tầm khoảng 150-200 người, chưa tính NE và SA. Đúng không ạ? Và các anh chị cũng thấy rằng tốc độ tăng trưởng của Hà Nội như nào ạ? Tăng gấp đôi trong một năm qua, thậm chí gần gấp ba. Bởi vì tính đến tháng 5 năm 2019 thì Hà Nội, chi nhánh Hà Nội có 330 người. Đến thời điểm bây giờ đang là bao nhiêu người ạ? 831 người tính đến ngày 4 tháng 9. Các chị thấy rằng là tăng gần gấp 3, và tương lai chúng ta sẽ vẫn còn tăng nữa đúng không ạ? Vậy thì ngành bảo hiểm của chúng ta rất là triển vọng. Còn công ty Cát Thanh thì sao ạ? Công ty Cát Thanh là một tập đoàn số 1 tại Việt Nam, các chị hoàn toàn các chị đều biết đúng không ạ? Vâng, xếp ở vị trí thế giới thì công ty Cát Thanh đứng ở vị trí bao nhiêu ạ? Các chị có nhớ không ạ? 295 là thống kê của tháng 5 năm 2019. Và thống kê mới nhất là bao nhiêu ạ? Tháng 5 năm 2020 thống kê mới nhất là 250. Cát Thanh xếp ở vị trí 250. Vâng, và ở Việt Nam mình thì có 4 đơn vị làm trong top 2.000, đó là Vingroup xếp vào khoảng thứ 1.600, Vietcombank
năm ngoái là 1.000 bao nhiêu đó và năm nay là 900, hơn 900. BIDV là ở xếp khoảng 1.400 và Vietinbank xếp ở khoảng 1.700. Và các chị thấy rằng bốn cái đơn vị lớn nhất của cả nước mình đều xếp ở xem khoảng từ 1.000 đến 2.000. Và các chị thấy rằng Ca Thay xếp ở top 500 chứ không phải là top 2.000. Vậy thì tiềm lực tài chính của Ca Thay có mạnh không ạ? Có đủ cơ hội, đủ không gian để cho các chị phát triển không ạ? Vâng ạ, đây chính là lý do mà vì sao chúng ta nên tin tưởng vào công ty. Vâng, về vốn điều lệ thì Ca Thay xếp thứ mấy ở theo bảng vốn điều lệ mới nhất ạ? Ngày 31/3/2020. Ca Thay hiện tại đang xếp ở vị trí thứ tư, bởi vì có FWD mới tăng vốn điều lệ lên đứng hạng nhất và Ca Thay đang ở vị trí thứ tư. Trước đó thì từ năm 2016 đến 2019 thì Ca Thay luôn đứng ở vị trí số 1 về vốn điều lệ, đúng không ạ? Vâng, về lãi suất ạ, về lãi suất các sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt là sản phẩm Liên Kết Chung, hiện tại sản phẩm Liên Kết Chung ạ, trên thị trường bán đến 70% sản phẩm Liên Kết Chung. Thì ở Ca Thay ạ, cái lãi suất công bố hàng tháng luôn luôn là cao nhất. Ca Thay hiện tại là số ít những công ty trả trên 6, hiện tại chưa có, ở thời điểm hiện tại các chị có thể tra là không một công ty nào trả trên 6, và Ca Thay đang là 6 chấm lãi suất ạ. Thì Ca Thay luôn luôn là giữ tốt đầu về lãi suất công bố. Vâng, vậy thì ngành nghề chúng ta tin tưởng ngành nghề này là ngành nghề có thể phát triển lâu dài. Công ty chúng ta tin tưởng vào chiến lược, chúng ta chọn công ty phù hợp với bản thân và chúng ta định hướng để chúng ta phát triển. Vậy thì còn cái tin tưởng cuối cùng là gì các chị? Tin tưởng vào bản thân mình, đúng không ạ? Các chị có tin được các chị làm được không ạ? Vâng, có hơi nhỏ. Có. Vâng. Chúng ta phải tin rằng chúng ta làm được thì chúng ta mới làm được. Nếu như chúng ta không tin thì chúng ta không thể làm được đâu ạ. Bây giờ ngành nghề chúng ta lựa chọn là ngành nghề phát triển rồi, công ty chúng ta lựa chọn là công ty phù hợp rồi, chúng ta đã tin rằng lựa chọn chúng ta là đúng, thì cái điều duy nhất còn lại là bản thân mình. Các chị có thể thấy rằng là vào đây chúng ta cũng có thể nghĩ rằng là người này người ta làm được, người kia người ta làm được, vậy tại sao mình không làm được? Tại năng lực mình yếu hơn họ hay tại nền tảng mình yếu hơn họ, đúng không ạ? Khi mà năng lực mình yếu hơn thì chúng ta nỗ lực chúng ta càng phải là sao? Càng phải nhiều hơn. Khi mà chúng ta có năng lực rồi thì chúng ta càng nỗ lực thì sự thành công của chúng ta càng lớn. Nhưng mà có năng lực sẵn rồi, có nền tảng sẵn rồi, nền tảng ở đây là gì ạ? Nền tảng ở đây có thể là gì? Kinh tế, có thể là mối quan hệ, đúng không ạ? Các chị đã đến đây trong thời gian đầu ạ, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm thì cái nền tảng mà cái điểm xuất phát với chị trước khi các chị vào đây rất quan trọng. Những anh chị nào mà có những nền tảng sẵn ở những môi trường ngày xưa làm việc là tốt rồi, có uy tín rồi hoặc là có nhiều mối quan hệ rồi thì đấy là một lợi thế khi anh chị vào đây. Nhưng nếu như mà chúng ta không có những lợi thế đó thì chúng ta có cơ hội không ạ? Sao chị lại lắc đầu ạ? Chúng ta vẫn hoàn toàn có cơ hội, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì như vừa đấy Hiếu có nói đấy ạ, nếu như các chị không có những nền tảng sẵn đó thì chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn. Chúng ta chưa có mối quan hệ thì chúng ta vào đây chúng ta sẽ được làm gì ạ? Học cách xây dựng mối quan hệ. Cái gì cũng phải bắt đầu từ đầu. Nếu như chúng ta chưa có nền tảng về kinh tế thì chúng ta cũng phải trải qua một giai đoạn khó khăn, đương nhiên. Nhưng chúng ta trải qua khó khăn đó thì chúng ta sẽ có đến một thời kỳ chúng ta có một cái thu nhập cao. Mặt Ca Thay có dự án Net là tạo cho anh chị thu nhập ngay từ đầu, đúng không ạ? Chứ không phải giống công ty khác. Các chị nếu như ở vào bất kỳ ngành nghề gì khác, các chị phải tạo ra sản phẩm, tạo ra lợi nhuận cho công ty thì các chị mới được đem về cái thu nhập cho bản thân mình. Các chị phải mang về công ty từ 30 đến 50 triệu trong bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào thì các chị mới có một cái thu nhập rơi tầm khoảng 10 triệu. Thế nhưng với Ca Thay thì các chị chỉ cần mang về 7 triệu thôi đối với dự án S, đúng không? Thì thu nhập của các chị đã hơn 10 triệu rồi. Vậy thì làm gì có công ty nào mà hỗ trợ các chị đến mức như vậy ạ? Ngay khi mới đầu đã tạo cho mình một cơ hội có thu nhập như vậy rồi. Và đến đây thì các chị đã tin tưởng vào công ty và tin tưởng bản thân rồi chưa ạ? Vâng, chưa đâu ạ, chưa thể tin tưởng được đâu ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái niềm tin này không thể là có ngay qua một vài lời nói, không thể là chúng ta tìm hiểu một buổi CLU hay là chúng ta làm một vài tháng chúng ta có ngay được đâu ạ. Chúng ta phải trải qua quá trình làm việc chúng ta mới củng cố được cái niềm tin này, đúng không ạ?
chúng ta phải làm một thời gian thì chúng ta mới yêu được cái văn hóa này, yêu được cái môi trường này và yêu được công ty này, yêu được cái ngành nghề này. Chúng ta mới vào thì làm sao chúng ta cảm nhận được cái điều đó, đúng không ạ? Khi mà chúng ta mới vào, chúng ta biết rằng ngành nghề này là ngành nghề phát triển, nhưng niềm tin chúng ta chưa đủ lớn về kiến thức về ngành bảo hiểm của chúng ta chưa nhiều. Thế vậy thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Chúng ta cần phải trau dồi thêm kiến thức nghiệp vụ. Khi các chị càng hiểu về luật bảo hiểm, các anh chị càng thông thạo luật bảo hiểm bao nhiêu, thì các anh chị càng có niềm tin vào ngành nghề này và ngành nghề này có thể phát triển. Còn nếu như mà chúng ta không hiểu về luật bảo hiểm, chúng ta không rõ về những cái đó, thì lúc nào chúng ta cũng mong lung. À, nếu như này khách hàng của mình gặp này thì không được chi trả thì làm thế nào? Nghiệp vụ các chị không tốt thì các chị làm sao có niềm tin, đúng không ạ? Cho nên là mới đầu thì chúng ta cần phải học hỏi rất là nhiều ạ. Vâng, và bốn yếu tố thành công của khi mà mới bước chân vào nghề tư vấn ạ, thì nếu có thống kê được lại có bốn yếu tố, đó là đầu tiên là thái độ làm việc đúng đắn. Thái độ làm việc ở đây là gì ạ? Theo chị thái độ làm việc ở đây là gì ạ? Vâng, xin hỏi anh. Thế là thái độ làm việc là tham gia các hoạt động của công ty đủ này. Mục đích là chia sẻ kinh nghiệm của mình với các khách hàng, học hỏi kinh nghiệm với những người mới, hàng đối với những người cũ. Thứ hai là theo đạt được cả chỉ tiêu của công ty, thì ra ví dụ như là khoảng 8 người, góp 7, 6. Chào tay cho anh được ạ. Vâng, phần trả lời của anh thì nói liên quan nhiều đến phần tuân thủ các quy định của công ty. Vâng, với thái độ làm việc ở đây ạ, đầu tiên khi mà vào các thay làm việc, các chị phải xác định nghiêm túc đây là một công việc mà tạo lên sự nghiệp, chứ không phải là một công việc để làm thêm, hay không phải là công việc vì là thời gian này tôi có bị Covid thì tôi làm vài tháng. Các chị là có tâm lý là tôi làm vài tháng rồi hết Covid thì tôi chuyển sang công việc khác không ạ? Vâng, có, chắc chắn là có, chứ không phải không rồi. Có những chị nhớ, nhưng mà hy vọng rằng các chị vào đây rồi, các chị thấy rằng môi trường phát triển, ngành nghề phát triển và các chị có thêm tình yêu công ty, thì các chị sẽ có một định hướng khác, có một mục tiêu khác ở trong ngành nghề này và trong công ty bảo hiểm này. Và thái độ làm việc ở đây còn gì nữa, ngoài nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc với chính bản thân mình, thì cái môi trường của chúng ta có hòa đồng với đồng nghiệp hay không, chúng ta có nhiệt tình giúp đỡ với các anh chị ở đây hay không, hay là chúng ta có nghe lời cấp trên hay không, đấy đều là thể hiện thái độ làm việc của anh chị. Và khi mới vào đây thì thái độ bao giờ cũng được đánh giá cao hơn trình độ, tại vì không ai biết trình độ của anh chị như nào cả, cho nên khi mới vào đây thì thái độ là điều quan trọng nhất. Thứ hai là tuân thủ các quy định ở công ty. Xin hỏi các chị ở đây có anh chị nào mà có thắc mắc là tại sao công ty nhiều quy định thế không, tại sao mà học nhiều thế không ạ? Đúng không ạ? Hoặc là tại sao mà chúng ta phải họp sáng mỗi ngày không ạ? Họp sáng làm gì? Họp sáng mất thời gian, nhưng thời gian này đi ra gặp khách hàng. Các chị nào suy nghĩ thêm không ạ? Vâng, thực ra thì ạ, các thầy đã làm việc hơn 50 năm, 60 năm rồi ạ. 60 năm tại Đài Loan và sang Việt Nam được 12 năm. Vâng, và quy trình này họ đã làm rất lâu rồi ạ. Tất cả những gì mà người ta yêu cầu, tất cả những gì mà người ta tổ chức, người ta thực hiện thì đều có lý do của nó. Và trước khi mình làm gì ạ? Trước khi mà mình nghĩ rằng trước khi mà mình phản đối xem là làm cái này không tốt hay là mình làm khác tốt hơn, thì mình hãy tìm hiểu xem họ làm như thế này là có lý do gì ạ? Đúng không ạ? Slogan của các thầy là thành tín, trách nhiệm và sáng tạo. Đương nhiên, nhiều anh chị bảo là ở các thầy thì các chị thỏa sức sáng tạo. Nhưng mà chúng ta sáng tạo như thế nào ạ? Sáng tạo khi mà chúng ta đã hiểu quy trình, khi mà chúng ta đã hiểu bản chất. Còn khi chúng ta chưa hiểu bản chất mà chúng ta sáng tạo thì chúng ta sẽ phá vỡ mọi quy luật, đúng không ạ? Cho nên là trước khi mà mình làm những cái sáng tạo của mình thì mình hãy tuân thủ quy định trước, tuân thủ quy trình của công ty trước, thì như thế sự nghiệp của chúng ta mới có thể phát triển được ạ. Thứ ba đó là phải trau dồi về kiến thức kỹ năng. Vâng, xin hỏi anh chị ạ, những kiến thức kỹ năng cần có của một người tư vấn bảo hiểm là gì ạ? Và xin hỏi phía dưới này ạ. Xin mời chị. Vâng, cho em hỏi là
Theo chị thì những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong nghề tư vấn bảo hiểm là gì ạ? Xin chào anh chị ạ. Như bạn đã chia sẻ rồi thì những yếu tố để thành công cho tư vấn ấy, như là để rèn luyện cho bản thân ấy, thì chắc chắn là cái thái độ mà làm việc rồi, đồng thời là phải trao dồi kiến thức bằng kỹ năng như là đào tạo của đội nhóm cũng như là các nhóm phòng mình, làm sao để cho đơn giản như là cái lớp TFC ấy, như các bạn mới thường là bảo vào học thì nó như kiểu một bắt cái học bắt buộc ấy, nhưng thật ra đấy là những cái bài học rất là bổ ích cho các bạn, thì mình theo mình đó là cái cần thiết được các bạn. Một tràng tay chị đúng không ạ? Vậy kiến thức kỹ năng trong nghề tư vấn bảo hiểm nó không chỉ có kiến thức về kinh doanh bảo hiểm hay là không có thể không chỉ có kiến thức về tư vấn đâu ạ, nó bao gồm rất nhiều kiến thức khác. Vâng và trong này ạ, trong cái bản phần kiến thức kỹ năng này thì chỉ có 1% là thông minh thôi. Và các chị thấy rằng là 1% là thông minh, còn 99% là gì ạ? Cần cù bù thông minh đúng không ạ? Khi mà nền tảng mình chưa có thì chúng ta chỉ cần cố gắng là chúng ta sẽ được. Và 14% là kiến thức về chuyên ngành bảo hiểm. Chuyên ngành bảo hiểm chúng ta học bảo hiểm, chúng ta làm bảo hiểm, nhưng mà kiến thức về chuyên ngành bảo hiểm để thành công trong ngày này chúng ta chỉ cần 14% thôi. Còn lại thành công phụ thuộc 85% vào những kiến thức khác, kỹ năng khác. Vậy thì kiến thức khác, kỹ năng khác ở đây là gì? Đó là những kỹ năng về lắng nghe và thấu hiểu khách hàng, đúng không ạ? Kỹ năng giao tiếp, đúng không ạ? Vâng, và đặc biệt là kiến thức ngoài ngành. Các chị cần có kiến thức về gì ạ? Ngoài nghề bảo hiểm chúng ta cần có kiến thức về tài chính, có kiến thức về chứng khoán, chính trị, thể thao hay là bất kỳ một kiến thức về một lĩnh vực gì khác. Các chị có nghe thấy rằng một câu nói là làm bảo hiểm là nghề của gì ạ? Nghề của trăm nghề. Tức là làm bảo hiểm cái gì cũng phải biết. Bởi vì sao ạ? Khi chúng ta biết nhiều thứ thì chúng ta mới có nhiều cơ hội để chúng ta tiếp cận và nói chuyện với khách hàng nhiều hơn. Cho nên là kiến thức, kỹ năng trong ngành bảo hiểm thì chúng ta rất là cần thiết. Nhưng ngoài ra chúng ta cần phải trau dồi thêm nhiều kiến thức khác, chứ không chỉ mỗi kiến thức về bảo hiểm đâu ạ. Vâng, chứ còn ngại nữa là trước khi mà chúng ta tư vấn khách hàng thì chúng ta cần phải dành nhiều thời gian để chúng ta tìm hiểu khách hàng trước, thì chúng ta cơ hội tư vấn của chúng ta mới cao. Vâng, và yếu tố thứ tư đó là chúng ta cần phải xây dựng thói quen tốt trong bán hàng, trong kinh doanh và trong công việc của mình. Thói quen tốt ở đây là gì ạ? Thói quen tốt ở đây chúng ta cần phải khai thác khách hàng mọi lúc mọi nơi. Chúng ta cần phải thiết lập mối quan hệ mọi lúc mọi nơi và xin sự giới thiệu mọi lúc mọi nơi và tuyển dụng mọi lúc mọi nơi. Bao nhiêu chị đã làm được đầy đủ 4 cái thói quen này ạ? Đi đâu chúng ta cũng mở lời tuyển dụng, đi đâu chúng ta cũng mở lời bán hàng. Chưa đúng không ạ? Bởi vì mở lời là sợ. Mở lời là từ chối hay là ngại, không dám mở lời nữa đúng không ạ? Nhưng chúng ta cần phải tạo thói quen này cho mình. Chúng ta khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ có thói quen, và làm thì dần dần chúng ta mở lời nhiều thì kỹ năng của chúng ta sẽ tốt hơn. Chúng ta không làm, chúng ta không mở lời, chúng ta không giới thiệu thì chúng ta sẽ không gặp phải sự từ chối nào cả. Đương nhiên chúng ta sẽ không gặp khó khăn, nhưng mà gì ạ? Kinh nghiệm, kiến thức và vị trí của chúng ta mãi mãi dừng lại một chỗ. Ngoài những thói quen trong bán hàng thì chúng ta cần phải xây dựng thói quen tốt trong công việc. Vâng, đây chính là tuân thủ quy định của công ty đấy ạ. Chúng ta phải có thói quen thì họp sáng mỗi ngày, có thói quen lên lịch thăm gặp mỗi ngày, và mỗi ngày tự đặt ra cho bản thân 8 cuộc thăm gặp. Vâng, có những anh hiếu có nghe chia sẻ một anh ở bên Đài Loan có sang đây chia sẻ, thì anh ấy không đặt mục tiêu là 8 cuộc thăm gặp ạ. Anh ấy đặt mục tiêu là mỗi ngày 5 sự từ chối. Đây cũng là một cách rất là hay. Bởi vì sao ạ? Nếu như chúng ta đặt mục tiêu là mỗi ngày chúng ta có 8 khách hàng, 8 cuộc thăm gặp, vậy thì nếu như mà 8 cuộc thăm gặp mà chúng ta bị đến 3 đến 4 người từ chối là những người sau là chúng ta sợ đúng không? Chúng ta sẽ không dám làm nữa. Thế nhưng mà anh ấy đặt mục tiêu là gì ạ? Anh đặt mục tiêu là mỗi ngày 5 sự từ chối. Vậy thì sao ạ? Cái mục tiêu này đây là người ta gọi là cách tư duy ngược. Khi anh đặt mục tiêu 5 sự từ chối thì anh ấy chưa đủ 5 sự từ chối, tức là anh chưa hoàn thành công việc một ngày hôm đó. Và cứ có thêm một sự từ chối thì anh ấy vui một chút, bởi vì anh cần hoàn thành công việc rồi. Cho nên là khi mà đủ 5 sự từ chối thì
thì tức là anh đã hoàn thành công việc ngày hôm đó. Thế là khi mà anh đặt thông cái mục tiêu như vậy thì cái động lực làm việc của anh sẽ nhiều hơn. Các chị có thể thử cách đó đấy ạ. Chúng ta áp lực bản thân mình một chút thì chúng ta sẽ có cơ hội. Vâng, và anh chị nào đã học ở lớp NS đặc biệt NS33 thì Hiếu đã chia sẻ về công thức này rồi ạ. Doanh số bằng lượng hoạt động nhân với tỷ lệ chốt thành công và nhân với lại phí bảo hiểm mỗi hợp đồng. Xin hỏi các anh chị ạ, tỷ lệ chốt thành công khi mà các anh chị mới vào khoảng 36 tháng có cao không ạ? Cao không ạ? Cao ạ? Vâng, cao thì rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta mới vào, kinh nghiệm chúng ta chưa có thì đương nhiên tỷ lệ chốt sẽ thấp hơn những người có kinh nghiệm. Cho nên tỷ lệ chốt thành công của những người mới là thấp. Và phí bảo hiểm mỗi hợp đồng có cao không ạ? Cũng thấp. Bởi vì khi các chị mới vào ngành nghề này thì chưa có ai đủ tin tưởng để gửi gắm cho các chị một cái khoản tiền lớn đâu ạ. Chưa có ai đủ tin tưởng đâu ạ. Cho nên là phí hợp đồng thông thường cũng sẽ là thấp. Nhiều khách hàng sẽ tham gia thử thôi. Chỉ tham gia thử thôi. Và nếu như mà chúng ta phục vụ tốt